Alo, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với phụ kiện Đài Giang nha các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video chia sẻ cho các bạn cách reset cái bộ kích sóng Wi-Fi TotoLink X200 nha các bạn nhé. Thì video lần trước ở trong cái kênh của mình có rất là nhiều cái video hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt cái bộ kích sóng Wi-Fi X200 này. Trước đấy thì chúng ta đã cài đặt ở nhà rồi các bạn nhé. Thì chúng ta đi ở địa điểm khác thì chúng ta bây giờ phải reset và cài lại nha các bạn nhé. Hoặc là trường hợp nữa là đầu tiên thì chúng ta có thể kích vào cái nhà A chẳng hạn. Nhưng mà nhà A bây giờ mình thấy nó yếu, bây giờ mình muốn kích sang cái nhà B, mình đã biết mật khẩu nha các bạn nhé. Thì chúng ta cũng reset và cài lại từ đầu nha các bạn nhé. Thì video sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn này các bạn này. Ở trên này có một cái lỗ reset nha các bạn nhé. Hiện tại các bạn có thể thấy ở đây cái đèn nó đang màu xanh nha các bạn nhé. Chúng ta ấn và giữ tầm khoảng 5 giây này các bạn này. 1 2 3 4. Đâu rồi, ok, đèn nó nhấp nháy đấy các bạn nhé. Đèn nó nhấp nháy là được này các bạn này. Thì chúng ta thả ra nha các bạn nhé. Và khi đấy thì chúng ta ở trên điện thoại nó sẽ khôi phục lại từ đầu nha các bạn nhé. Và chúng ta vào cài đặt này các bạn này. Chúng ta vào cái chế độ Wi-Fi, chúng ta chờ một chút thì nó sẽ xuất hiện cái tên TotoLink nha các bạn nhé. Chúng ta chờ một chút này, hoặc là khi mà chúng ta có thể chờ đây, hiện tại cái đèn màu xanh nha các bạn nhé. Rồi cái tên TotoLink nó xuất hiện rồi các bạn này, TotoLink X200 nha các bạn nhé. Chúng ta kích vào này các bạn này. Ở đây chúng ta chờ một chút, khi nào nó có biểu tượng tích V là xong nha các bạn nhé. Ở trên cái điện thoại iPhone thì chúng ta có thể sử dụng cái Santa Fe, hoặc là các bạn sử dụng ở trên Samsung thì thường có Chrome nha các bạn nhé. Đây, cái biểu tượng này rất là quen thuộc nha các bạn nhé. Thì mình vào cái nào cũng được. Và chúng ta ở đây có 192.168.0.254 nha các bạn nhé. Và chúng ta bấm đi này các bạn này. Ở đây chúng ta chọn cái chế độ mở rộng sóng phía bên tay phải đây các bạn nhé. Chúng ta kích bấm vào đây. Bây giờ chúng ta nó đang quét cái nhà hàng xóm nha các bạn nhé. Hiện tại mình đang kết nối vào cái phụ kiện Đài Trang, mình sẽ lấy cái Wi-Fi gốc này nha các bạn nhé. Mật khẩu của nhà này là 1.8 đó các bạn này. Rồi chúng ta sửa đổi tên nha các bạn nhé. Sửa đổi tên ở đây mình sẽ đặt phụ kiện Đài Trang ABC. Mình sẽ đặt tên khác nha các bạn nhé. Đây mình sẽ đặt ABC này các bạn này. Mật khẩu mình có thể để nguyên hoặc là mình sẽ đổi đi cũng được nha các bạn nhé. Mình đặt 1-0 chẳng hạn này các bạn này. Các bạn có thể nhìn thấy rõ không ạ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 nhé các bạn nhé. Các bạn để ý cái tên là tên tiếng Việt không dấu nhé các bạn nhé. Tầm khoảng 8 cái tự trở lên này các bạn này. Sau đây chúng ta bấm kế tiếp. Đây, kế tiếp màu xanh. Và như này là ok này các bạn này. Hiện tại thì nó đang báo là thành công nhé các bạn nhé. Và ở trên này chúng ta sẽ vào lại nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ vào lại cài đặt này các bạn này. Lúc này cái đèn nó chưa sáng nhé các bạn nhé. Cái đèn extension này nó chưa sáng các bạn này. Chúng ta chờ một chút. Nó đang bắt tín hiệu từ Wi-Fi gốc nhé các bạn nhé. Đây, ở ngay trên điện thoại thì cái tên phụ kiện Đài Trang ABC nó đã kết nối các bạn này. Lúc này có một cái tín hiệu màu xanh lá cây nó xuất hiện ở phía bên tay phải nhé các bạn nhé. Tức là cái tín hiệu nó bắt từ Wi-Fi gốc là tốt này các bạn này. Mật khẩu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 nhé các bạn nhé. Và chúng ta bấm kết nối. Khi này chúng ta khi nào có chữ tích V ở phía trước. Và bây giờ mình sẽ vào cái YouTube của mình. Đây chúng ta, các bạn có thể thấy ở đây cái đèn này các bạn này, cái đèn nó có màu xanh rồi đúng không các bạn. Đây trong cái kênh của mình có rất là nhiều. Đây cái tín hiệu màu xanh này có nghĩa là ok nhé các bạn nhé. Đấy, mình đã xem video này ở trên YouTube này các bạn này. Cái màu xanh này nó báo là tín hiệu rất là chuẩn nha các bạn nhé. Thì bên mình có rất là nhiều cái bộ kích sóng Wi-Fi. Hiện tại thì mình đang cung cấp cái TotoLink này nhé các bạn nhé. Rất là nhiều và bảo hành chính hãng 2 năm nhé các bạn nhé. Các bạn quan tâm thì liên hệ với số điện thoại 0981 622 291 nhé các bạn nhé. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.